hai phiên bản động cơ lai nhẹ của Ford Focus 2021 vừa ra mắt thị trường châu Âu. Như đã hứa cách đây hơn một năm, Ford châu Âu giới thiệu hai phiên bản động cơ lai nhẹ mild hybrid trên Fiesta, và giờ tới lượt Focus. Khách hàng châu Âu hiện có thể đặt trước Ford Focus 2021 sử dụng công nghệ lai nhẹ 48V. Cụ thể là động cơ EcoBoost 1.0L cho công suất 125 mã lực hoặc 153 mã lực. Tiêu thụ nhiên liệu của động cơ 153 mã lực mới là 4,1 lít trên 100 km, tiết kiệm 17% so với động cơ EcoBoost 1.5L 3 xi lanh 148 mã lực mà nó thay thế. Cả hai khối động cơ lai nhẹ mới thay thế bộ phát tiêu chuẩn của động cơ xăng EcoBoost 1.0LiT bằng bộ phát điện dẫn động bằng dây đai động cơ. Bộ phát điện dẫn động bằng dây đai động cơ cho phép khôi phục năng lượng thất thoát trong quá trình phanh để sạc khối pin lithium-ion 48V làm mát bằng không khí. Công nghệ này còn đóng vai trò như máy phát, sử dụng năng lượng lưu trữ tạo thêm lực kéo khi xe chuyển động và tăng tốc, đồng thời giúp vận hành các thiết bị điện tử trên xe. Ngoài khối động cơ lai nhẹ mới, Ford Focus 2021 còn có bản động cơ diesel tăng áp EcoBlue 1.5L 118 mã lực và EcoBlue 2.0L 148 mã lực. Cả hai bản này sử dụng hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 8 cấp. Khách mua muốn động cơ xăng không có công nghệ lại nhẹ thì có duy nhất một lựa chọn là động cơ EcoBoost 1.0L 123 mã lực đi cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc tùy chọn số tự động 8 cấp. Về trang bị, Ford Focus 2021 sở hữu cụm đồng hồ số LCD 12,3 inch mới, modem kết nối tiêu chuẩn First Pass Connect lần đầu tiên tích hợp Local Hazard Information và tính năng khóa và mở khóa từ xa. Bản nâng cấp mới còn được trang bị gói công nghệ nâng cao, gồm đế sạc không dây, SINC3 với dẫn đường tích hợp, kiểm soát hành trình thích ứng, cảm biến đỗ xe trước và sau, cùng camera chiếu hậu. Ford Focus mới vẫn có các bản Titanium, Active, ST-Line và Vinyl, dạng thân wagon 5 cửa hoặc sedan 4 cửa.